với kênh youtube của forex.com.vn ngày hôm nay các bạn thân mến có một thực tế rằng những nhà giao dịch thành công có cách nghĩ và cách hành động khác với số đông còn lại trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ một số thói quen của họ những thói quen mà mọi người ít biết đến ta sẽ cùng xem họ nghĩ ra sao họ hành động thế nào với hy vọng giúp được những người mới tham gia vào giao dịch ngoại hối hay những người còn đang lay hoay vật vả với forex sẽ có tư duy đúng hướng và hành động như một trader chuyên nghiệp và từ đó sẽ dần dần có những thói quen tốt và cải thiện kết quả giao dịch từng ngày. Thứ nhất, họ nghĩ như những người quản lý một quỹ lớn bất kể tài khoản to nhỏ thế nào. Có rất nhiều người bao gồm cả tôi và lúc đầu cho rằng với một tài khoản nhỏ thì cứ đánh nhiều đi, cứ tiếp tục liều đi, rồi bao giờ đến tài khoản lớn sẽ đánh cẩn thận. Họ nghĩ rằng với tài khoản nhỏ buộc phải đánh thật nhiều và liều thì mới kiếm được khoản khác. Và chờ đợi khi tài khoản lớn để có thể đánh to rồi, họ thề rằng sẽ kỷ luật chờ đợi một cơ hội thật chắc chắn chỉ cần một đến hai lệnh thắng cả tháng thôi sẽ đủ tiền tiêu xài chứ không như những cái dịch tài khoản nhỏ điều tôi muốn nói là họ những trader thành công luôn luôn có cách nghĩ như một người quản lý quỹ lớn dù họ đang dịch một tài khoản nhỏ đừng bao giờ đốt cháy giai đoạn bằng mong muốn kiếm tiền thật nhiều đừng nghĩ rằng vừa chơi sẽ kiếm được ngay mọi thứ cần thời gian và cần phải học cách giao dịch đúng đắn học cách nghĩ cách kiểm soát bản thân học học và học và sẽ kiếm được rất nhiều tiền đến cuối đời thứ hai họ lợi dụng hành vi bày đàn Bay đang là từ chỉ về hành động của số đông những người mới giao dịch, những con gà, con lợn trong trading thường xuyên thua lỗ. Mục tiêu của trader nào cũng là thoát khỏi nhóm này và gia nhập nhóm nhỏ còn lại, hay ta còn gọi là những người chăn gà. Họ không sợ phải mua cao bán thấp, đã bao nhiêu lần và thấy thị trường đi xa hơn những gì bạn nghĩ, thậm chí là tưởng tượng. Điều này xảy ra khá thường xuyên, thị trường đi vào một xu hướng rất mạnh và những trader không thành công luôn có rất nhiều lý do để tin rằng thị trường không bao giờ có sẽ đi xa hay rơi sâu như thế. Thứ ba, họ không giao dịch nhiều lần trong ngày. Những trader thành công hiếm khi là người giao dịch nhiều trong ngày. Bản thân tôi chưa biết một ai như vậy. Trader thành công thường rất kiên nhẫn chờ đợi để vào lệnh và cả kiên nhẫn trong việc giữ lệnh, cố gắng tối đa hóa được lợi nhuận để có thể. Họ có thể giữ một lệnh giao dịch đến cả vài tuần chứ không mạo hiểm nhiều để khớp nhặt lẻ tẻ khi cố gắng giao dịch thật nhiều mỗi ngày. Thứ tư, họ rất khó khăn, nghiêm khắc trong việc vào lệnh. Người mới thường không ý thức được việc không hành động lại là một hành động rất lớn hãy khắc cốt điều này. Không vào lệnh chính là một trong những lệnh giao dịch forex tốt nhất của bạn. Mà cần kỷ luật, cần kiên nhẫn và hai phẩm chất này được xây dựng của việc chơi đời và chỉ mạo hiểm những đồng tiền xương máu vào cơ hội có xác suất thắng cao và học cách thưởng thức những khoảng lặng chỉ quan sát mà không làm gì trên thị trường cả. Thứ năm, họ thường sử dụng stop loss rộng vì giao dịch với những khung thời gian lớn daily quickly nên vị trí đặt stop loss của họ cũng dựa theo loại nến ấy, có nghĩa stop loss thường rộng. Họ hiểu rằng thị trường mỗi ngày luôn có những gợn sóng lên xuống dập dình họ cho lệnh giao dịch cơ hội để sinh tồn và chiến thắng những di chuyển ngẫu nhiên trong biên độ hẹp là điều hết sức tự nhiên của thị trường ngoại hối nếu giao dịch với nến m 15 m 30 hoặc kể cả với h 1 thì khả năng thị trường ngẫu nhiên di chuyển rất nhẹ cũng đủ làm bạn chạm ngưỡng cắt lỗ hay bạn cũng không có luôn cắt lỗ thứ sáu họ không đo bằng số phần trăm người giao dịch ngoại hối thành công hướng sự tập trung của họ vào lệnh giao dịch chứ không phải tiền bạc Bằng việc đó, họ biến việc giao dịch của mình thành một trò chơi đối kháng thi đua giữa họ và người khác, giữa họ với chính bản thân của họ. Bạn phải chơi thật đúng, nếu sai thì hậu quả ngay lập tức là mất tiền. Thứ bảy, họ hiếm khi chia sẻ hay giải thích về công việc. Đây là điều mà tôi thấy ở hầu hết những trang gia thành công như Warren Buffett hay George Soros cũng từng khuyên bạn nên như thế. Khi bạn chia sẻ và nghe người khác chia sẻ, vô hình bạn còn bị những phân tích của họ làm ảnh hưởng đến việc nhìn nhận và đánh giá thị trường. Với những người mới tham gia dịch trade, Điều này đưa họ đến một mê cung lạng trí của đủ thứ phương pháp, đủ thứ suy luận mà khi mới nghe qua thì cái nào cũng có vẻ hợp lý cả. Con đường đến với thành công gồm rất nhiều chặng, có những đoạn thẳng, có những khi lên dốc xuống đèo. Nhưng một điều dễ dàng mà bạn có thể thấy là chúng ta không nghĩ và hành động giống như những người đã thành công thì chẳng bao giờ chúng ta có thể thành công được như họ cả. Hy vọng rằng những video trên, các trader sẽ tìm được cho mình một điểm sáng trong công việc trading các bạn sẽ có một sự thành công của sự nghiệp của mình còn bây giờ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau